Kính chào quý vị và các anh chị. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới quý vị và các anh chị chúng ta một mẫu nồi cơm điện tử bên nhà Rapido dung tích 1.8 lít mang model RC 1.8D. Quý vị và các anh chị chúng ta hãy theo dõi xem nồi cơm điện này có gì mới và nó có phù hợp với gia đình của quý vị hay không. Xin mời. Đầu tiên, bên ngoài chúng ta có thể thấy là nồi được thiết kế có tay cầm rất là chắc chắn trong quá trình chúng ta di chuyển nồi, và thiết kế bo viền bằng kim loại màu sáng giúp chúng ta sạch sẽ trong quá trình sử dụng. Bên trên chúng ta có thể thấy là mặt nhựa trong suốt và sáng bóng như thế này giúp chúng ta lau chùi dễ dàng hơn với các 10 chức năng nấu. Và chúng ta có rất nhiều các chức năng ở đây như là nấu cơm, nấu cháo, làm bánh, hấp, súp và nấu nhanh. Rất nhiều quý vị các anh chị ạ. Đi kèm nồi thì chúng ta sẽ có được một thìa đảo cơm, một cốc đong, một vỉ hấp và một dây nguồn quý vị các anh chị nhé. Và đặc biệt, nồi sử dụng lòng nồi hình cầu giúp chúng ta hấp thụ nhiệt nhanh và giữ nhiệt lâu, được làm bằng vật liệu an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng. Sản phẩm được bên nhà Rapido bảo hành trên toàn quốc 12 tháng. Quý vị và các anh chị, đại lý chúng ta có nhu cầu phân phối dòng sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với bên em. Xin trân trọng cảm ơn.